Giờ thu hoạch hết nho luôn. Quá trời quá đất luôn. Mến chào cô chú anh chị và các em. Đi Việt Nam một tháng mấy về, khu vườn nhìn hổng ra luôn. Trái cây chín cũng nhiều, một số cây cũng đi theo ông bà, và cỏ mọc đầy vườn luôn. Đi quay phim cho bà con cô bác coi nha. Tới đây 4 giờ sáng mới ngủ được. Ông xã mới nói nhớ đi rước mấy đứa cháu đi học bên Việt Nam. Ông thương nít. Giờ sáng Thảo nói ông xã nhớ dọn đồ ra đi. Thảo ra Thảo dọn vườn. Cái vườn chưa đi ra coi nữa, tại tối về tới khuya tối rồi đó. Giờ sáng đi ra coi mà ngủ quên tới giờ mười mấy không hả? Tại còn quen giấc bên Việt Nam á. 10 giờ rồi. Dậy 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 cả nhà ơi. Dậy ra dọn cỏ. Đúng là ngộ ghê á. Mình ở nhà chạy xe tới chạy xe lui á, cỏ không mọc. Mà mình đi có 1 tháng rưỡi về mấy cái cỏ ở dưới ngay chỗ đậu xe á cũng dài gan khúc. Bó tay thiệt luôn. Đúng là nhà không có người là cỏ nó mọc dữ lắm. Thảo dặn là nhóc nhỏ ra đồ ăn để lên thùng sắp ngay ngay rồi, rồi đồ xài để ra ngoài hồi Thảo vô Thảo sắp. Chứ giờ nhiều việc quá, lãnh việc ra làm vườn thôi, còn nhỏ dân xã làm đây, rồi kêu ra dọn cỏ nữa. Cái nón lá ông đội rớt lên lúc xuống ông lượm cái nón đó ông đội à. Tại vì Thảo sợ là nắng về á mình cảm nắng lắm. Thôi không có làm vườn cũng cẩn thận chút. Mới đây ông xã làm sạch sẽ rồi. Gia đình đi dọn vườn luôn. Rác dữ lắm, tại ngày mai nhà Thảo đổ rác á. Cây bầu. Cho cây bầu bò lên đó. Hai cha con à, nhỏ cũng phụ đi tưới sang đá. Ông xã là tưới mấy cây lớn, Thảo thì đi dọn rác. Hai cha con cũng kiếm cái ghế, đứng trò trò vậy trời. Đúng là hiền quá trời luôn. Để ngồi Thảo cột lên lại. Rồi tưới tiếp đi, tưới tiếp đi. Năm nay trúng mùa lụ luôn. Thảo về thấy lụ quá trời luôn. Này đúng là lụ bạch luôn nè, nó màu trắng. Nhiều vậy luôn á. Một cây nó cả trăm trái á. Trái ngọt mà ngon lắm. Nhiều quá nhiều luôn ha. Mà khu rừng, khu vườn giờ đó kêu khu rừng luôn. Tại vì quá trời quá đất. Giờ phải đi dọn. Bầu bí mướp gì nó bò. Chỗ này là gì ta? Để nhìn thôi. Bò hồ lô hay gì đó. Có trái nè. Ồ sáng ra chấm bông được. Mới về thấy có bông nè. Bông đực, bông đực, bông đực, bông cái, bông cái. Còn cái này đậu rồi nè. Chấm bông. Sáng sớm á, mình chấm bông à, mấy bầu bí mướp được. Rồi. Ở trong đây cây lụ này cũng nhiều trái luôn mà. Tùm lum tà la nữa. Bò dữ rồi ta. Mấy cây gì bầu bí mướp nó bò lên. Bò lên cây lụ, tội nghiệp. Ở đây có hai bông cái. Bông cái nó có cái bầu giống vậy nè. Nó có hình trái bầu rồi á. Đây bông đực nè. Cũng có mấy con gì tự nó bay qua hà. Thấy chưa? Gỡ chấm bông. Chớ nhiều phấn dính vô. Tháng 8 rồi thanh long mới nở nè.
hơi trễ nhưng mà có còn hơn không. Về trước ngày đổ rác ngày luôn, dọn được một đống cỏ luôn trong vòng một buổi. Hai vợ chồng dọn quá trời dọn. Đợi xe rác tới, mỗi tuần xe hút rác rồi hút cây một lần. Dài chùm thì còn đẹp đẹp, có dài chùm nó lớn vậy nè mà không có nhiều, đa số là nó nhỏ xíu xíu, nó bằng ngón tay út, nó nhỏ hơn ngón tay út nữa, nhỏ xíu à. Giờ thu hoạch hết nho luôn, Thảo trồng tới nhiều cây nho lắm, gần chục cây mà từ từ kiếm giống ngon. Giờ trồng mà được muscat rồi kiêu hô, rồi nho rừng muscadin, nho rừng cái 7 cây dở mọc lên rồi nhiều nữa, còn cây nho này ruby, rồi một cây nho nữa đó đằng gốc đằng kia có trái màu xanh xanh, rồi 3 cây nho nho rượu quên tên này, rồi một cây nho Nhật ở đây người ta bán giống á, nó trái nhỏ nhỏ không à. Mấy cái giống ngon mình phải sưu tầm mình mới có trồng. Bây giờ Thảo cũng đang đi sưu tầm kiếm giống nho ngon. Phải chùm nào nó cũng vậy cũng đỡ ha. Nó bị vậy đó. Có một chùm được đẹp đẹp nè. Cắt hết từ từng chùm vô. Cây nho trái bự nhiều nhiều lắm mà trái nhỏ nhỏ ăn được. Giờ cắt mấy chùm nho trước rồi cái xong rồi mình cắt cưa cây nho luôn. Rồi cắt đi. Lúc trước Thảo mua là nho ruby. Cây nho mắc hơn cây nho thường gấp 4 lần. Thảo nghĩ là về trái nó màu đỏ đẹp, tròn tròn. Ai giờ trái chút chút gì không à, mà nó đen hui à, không có ăn được gì hết trơn á. Vậy á. Mà nhìn nó xấu lắm. Không biết nó có bán lộn cho mình giống nho dại không trời. Trồng 2 năm mấy rồi. Giờ cực quá, giờ phải là cắt trái trước rồi xả nguyên vàng luôn. Hồi nãy giờ Thảo cắt được nữa rồi đó. Nó trái nho gì sao ăn? Nó nho gì ngộ quá trời luôn. Chắc bán lộn giống nho rừng. Nho rừng cũng đẹp chứ đâu đến nỗi ghê vậy. Mà năm nào Thảo cũng tiêm nhánh đồ chừa ít lắm á, không có chừa nhiều, chừa đủ một số chùm thôi. Cưa cây nho với lại chanh dây cắt tỉa thôi, gan đóng vậy luôn. Quá trời. Giờ cái vàng trống rồi. Gia đình đang lôi mấy chanh dây ra. Dữ lắm. Dòng chanh dây á, bà con cô bán biết không, có trái hái thấy hàm nhưng mà nó mọc dữ lắm, rồi nó ăn phân đất nữa,
nên Thảo không muốn trồng nữa. Tại đất mình nhỏ, mình trồng chanh dây không có được. Chừng nào cái vườn mà thiệt lớn á, trồng cho nó phủ xanh cái vườn thì được. Còn vườn nhỏ nhỏ mình không nên trồng chanh dây. Mình tỉa hoài cái cũng mệt. Nó mọc dữ lắm, nó ăn đất dữ lắm. Trái thì cũng có để ăn, trái nhiều lắm, đẹp. Mà không cần thiết. Quá trời không. Giờ Thảo thổi á, ông xã gươm ra xong rồi Thảo thổi. Thổi lá. Thôi giờ ông mệt luôn á, mỗi lần về là như rừng rậm Amazon. Còn nữa đó nha, chưa xong đâu. Mới vườn trước thôi, còn vườn sau nữa. Bữa bạn nói về á như rừng Thảo ơi. Cái nhãn có trái mà trái quá trời mà héo rồi nè, một chùm trái luôn. Thế là chị ơi rụng bông qua gạo. Một em nhãn teo. Không biết cái gốc còn sống không, Thảo cố dựng dưỡng lại. Ôi một chùm trái thấy thương luôn nè. Chùm trái luôn. Đậu quá trời luôn. Đậu nhiều trái thì nhãn này tốt lắm á. Mà bữa đi Thảo quên kéo vô chỗ mát để ngoài chỗ nắng nó chết. Mấy bữa nóng á trên 100 độ F á nó chết. Cây cà mà nó bự chà bá lửa. Hu hu hu. Một em đã đi nữa theo ông bà. Đúng là cây này trồng được. Mà con cô bác biết cái gì không? Cây na. Cây na nữ hoàng hay là hoàng đế gì á. Người ta gieo bằng hạt luôn á. Mà bữa nước tưới ngay chỗ nó. Nước tưới vô ngay chỗ thân nó chết. Nước nhiều quá, tưới giống như ngày nào cái tưới tự động nó cũng tưới. Không có chỗ vườn luôn. Trời ơi, rau nhút được lên mấy cái. Dưa leo ăn ngót rất là ngon, ít hạt lắm. Không có đắng nè, rất là ngọt ngon. Làm giống luôn. Đồ quá trời. Tại trong đây không vô được rồi, kia mấy chị đâu hái, mấy chị đâu có hái đâu. Để làm gì? Ý, đây có trái à, ăn được nè. Cốc nè, bé chùm cốc ăn. Cảm ơn cây cốc còn sống. Bé cho nó ra cái mới. Trời ơi, cây đu đủ nè, có bông rồi. Thảo trồng để hái lá, nấu nấu nước uống, tốt sức khỏe. Tốt cho bệnh của Thảo. Coi đậu rồng coi có trái không nha. Cái đậu rồng này bữa Thảo mua chợ trời á. Trồng 3 tháng có trái. Nè, có trái giống nè. Thôi thôi để giống đi ha. Hổm Thảo kêu bạn hái đi. Rồi ở trên thì nó khô hết trơn. Nóng quá nó chịu không nổi khô. Được trái dưới. Giống như mình không có chăm sóc á, là nó không có tốt đâu. Cây trái gì cũng vậy. Phải có mình ở nhà chăm sóc. Bữa Thảo đi á, mảng cầu á, là nó có trái nhỏ luôn. Mà dễ rụng hết. Là mình không có chăm sóc nó mới đậu. Phải bỏ phân, tưới nước, đồ đúng cách á. Là nãy giờ theo ông bà được 2 cây rồi ha. Thảo mua mấy cái để gắn cho bưởi nè, cho nó có hình đó, giữ gốc lọc họ. Giờ gắn vô thử đi. Xà đục đất luôn. Bưởi à, thanh trà. Cái này nhỏ à, cái này không được đâu, cái này cho mấy cái bưởi Mỹ á. Cái này giữ lọc. Mà phải có mấy cái đinh này nữa. Cái này được nè, cái này cũng chữa lọc mà nó dài nè. Mà cái này 2 trái làm sao để vậy? Thử. 2 trái bưởi. 2 trái bằng bằng nhau mình để được, còn trái nhỏ trái bự thì mình hái 1 trái bỏ. Cái này phải có mấy con ốc nữa. Đem mấy con ốc ra dặn. Mình để chữa lọc vô là mai mốt nó nở ra nó thành cái khuôn giống này nè. Nó chín nó thành cái khuôn giống vậy, nó có chữ lọc 2 mặt. Bưởi đây màu xanh, khi nào nó chín nó màu vàng. Tại vì tới mùa đông nó lạnh nó chín nó vàng. Giờ Thảo phải vô trong cái thùng đồ nè, Thảo lượm mấy ốc ra. Mà 2 trái khó để nha. Để vô vậy nè. Đó. Mấy mốt nó lớn nó không có theo chiều dài được, mà nó theo chiều ngang. Rồi nó bự ra theo cái khuôn này luôn. Trái này coi bộ không ngon. Nhưng mà thôi tiếc. Wow, năm nay cũng được quá. À, như trái này hư nè, mình hái mình bỏ.
cho trái kia lớn á, cắt bỏ nó lủng đít rồi mai mốt mình cũng ăn được. Cho trái này bự, cái dưa leo nè, để nó kéo xuống dài ghê không. Cái lọ dưa leo này ngon lắm, Thảo cố gắng để dành hạt sau này chia sẻ cho bà con trồng. Ăn trái dưa leo cả nhà ăn 2 ngày luôn, ngon dữ lắm nha, ngọt thanh mà ít ít hạt lắm, giòn nữa. Bữa cô Nancy cho Thảo nói là cái giống dưa leo của Thái Lan, nó chín nó hơi vàng vàng mà vậy là vừa ăn nè, cũng hơi vàng vàng rồi. Wow, ở đây lụ cũng có nhiều luôn nè, có một trái Phật thủ nữa. Lụ nay như rừng luôn á. Cảm ơn cây lụ nha, năm nay Cưng có trái nhiều để cho bạn lại quay phim. Rồi xong, một dàn dưa hấu te tua tơi tả, tại vì á, bữa nóng 100 độ á, dưa hấu đâu chịu nổi không, nó te te tua tơi tả chết hết. Dưa leo thì nó già quá trời. Làm giống ăn được hai trái, còn vàng dưa hấu đồ. Dưa hấu bị lớn gì luôn chết, tại mấy bữa nắng đó hệ thống tự động tưới không có được, có sáng tưới có 9 phút nó không có nhiều. Mình trồng dưa hấu mà mấy mùa nắng đó mình phải che nó lại bớt, nóng quá ở nhà phải tưới sáng chiều luôn mới được. Mà bữa Thảo gắn nó nhiễu ngay chỗ gốc dưa hấu vừa đủ rồi, không có nhiều nữa. Còn mấy chị với mấy bạn á thì mình gửi 2-3 bữa mới tưới 1 lần, một ngày mình không tưới là héo rồi, mấy cây dưa đồ khó lắm. Mấy chị bạn nó chết mấy cây rồi cũng lo, Thảo nói không sao đâu, tại vì mình nhờ bạn bè lo sống nhiều vậy là mình mừng rồi, chết 1-2 cây không sao, không mốt mua cây khác. Dưa hấu đi về có thu hoạch cũng vui. Quýt sumo nè, có được mấy trái Cưng? 1, 2, 3 trái hả? Quýt sumo 4 trái. Quýt sumo được 4 trái, còn sống mấy cây quýt dễ chịu. Sung nè, sáng sớm ra hái trái sung ăn tốt sức khỏe lắm. Sung này sung vàng, Thảo có đem mấy cây về bến ghim á, mà tới hồi đi quên luôn, hình như nó cũng có sống mà chưa mọc rễ ra, thấy còn xanh. Cái này á, mùa mát mát á, mình bứt nhánh mình ghim lại lên à. Mời bà con ăn trái sung, sung này sung xanh rồi mà nó chín nó hơi vàng chút. Còn mấy cái hạt này mình dục lại lên dữ lắm. Ừ, bữa Thảo không kêu mẹ lấy mấy hạt dục chó lên ta, bữa Thảo cũng mới đem về mớt. Cái này mình hái mình phải có dao, dao hái nó có mũ nha, để cho nhiễu mũ xuống nè. Mình đi á gì cũng nhỏ chứ Thảo nhà là nó bự, thứ nước đầy đủ á, nó bự nhỏ lắm. Mình trồng cây mình phải chăm sóc, mình không chăm sóc là nó mọc như rừng mà nó không có bự đâu. Chín quá rồi nè. Cây sung dễ trồng lắm. Cây sung này á, mình có máy sấy cũng được nữa, ăn tốt sức khỏe. Thảo hay hái ăn lúc chưa chín nhiều. Đây nè, này chín nhiều nè, trái nó vàng, nó chuyển qua xanh vàng, nó hơi bị ngọt nhiều. Còn nó vừa chín thì cái độ ngọt nó vừa phải. Trái nhỏ nhỏ li ti, bé sung. Phát hiện ra trong đây có một trái bí tốt ghê luôn á. Thảo thích ăn bí nè, bổ não, tốt cho sức khỏe, chống có chất chống oxy hóa mạnh, nấu canh súp ăn. Dâu tây nhỏ xíu hơi cỡ, có còn hơn không. Cảm ơn em dâu đã có trái cho chị. Ngộ lắm, mình đi là cỏ mọc vậy đó.
ơi, đầy rổ rồi. Chút lấy cái rổ khác. Rau tốt quá chừng luôn. Rau phải ghim cái hệ thống nước tưới vô. Tốt. Rau sống này mình ăn tốt sức khỏe, ngày nào mình cũng hái ăn. À, mỗi thứ vài lá chừng một tô thôi. Tốt sức khỏe lắm. Cây ổi này là Bristol, hồng, hồng giòn. Có một trái nữa. Thảo trồng cây là một trái thôi. Mấy cây ổi này thì trái nhiều lắm. Ổi này là ổi ký lô á. Trái nhiều. Mấy cây mà trái nhiều là ông xã Thảo xuống giống. Ông xã xuống giống mùa đầu nhiều trái, còn Thảo xuống giống mùa đầu có một trái. Rồi từ từ nó mới có trái thêm. Còn cây ổi trồng dưới đất quá chừng trái luôn. Ổi xá lị á. Trái nhiều. Hồi bữa một nụ, một nhánh vậy ba trái thôi, bước hai bông thảo dục rồi. Giờ mỗi nhánh nó có một trái mà nhiều nè. Thảo đếm hết cây cỡ 5-70 trái luôn á. Trái nó nhiều quá trời luôn. Cây này là ổi Đài Loan có hạt nè. Cũng đang đậu trái mà còn nhỏ nhỏ quá. Chưa xác định là đậu hay chưa. Em Ruby ruột đỏ có chừng 10 trái giống vậy luôn. Ruby ruột đỏ. Ổi thích nước ha. Cái cây này Thảo ghim nước tưới ướt luôn. Đậu trái. Mà không phải ướt mà ướt nhẹp nha. Ướt vừa vừa, mỗi ngày nó xịt xịt vừa vừa mà mỗi ngày luôn. Mình sẽ đi qua cây bưởi. Đó, trái này là Thảo ép cái khuôn vô được rồi nè. Ba trái mà đang mọc lá ra nhiều. Mấy trái này Thảo lấy cái khuôn gắn không biết được không ta. Thấy nó bự rồi nè. Mấy trái trên cao còn khó gắn dưới nữa. Mấy trái dưới thấp này thì dễ gắn nè. Gắn cái khuôn cho Tết nó có chữ đẹp. Này để chừng tháng nữa lên màu mới đẹp. Nó bự lên chút nữa đó. Trái này mới món Thảo kêu ổi trứng gà. Nó bự gấp đôi cái trứng gà thôi. Mã đậu trái nè. Dễ đậu trái lắm. Trái tới gốc. Mà trồng trống thùng á. Thảo trồng trống thùng 25 gallon. Còn cây này là Ruby Đài Loan nè. Có bông rồi nè. Cây này mua hồi lúc nó nhỏ quá nên giờ nó còn yếu lắm. Mới có bông. Em Seri thì dễ trồng. Mà năm nay chưa có trái đâu. Ý đừng nói vậy nó buồn chứ. Nó có trái nè. Nói quan cho em không ha. Em cũng cố gắng có một trái nè. Chị Thảo trồng là có một trái đầu mùa thôi. Vậy đi nha. Đúng là một trái. Đi vô quay cây ổi mà thấy hồng có trái nhiều lắm. Một chút quay cây hồng sao. Cây ổi này có trái không cưng? Lại ghim nước ít nè. Chưa có trái. Cây ổi này là ổi lê. Có bông thôi. Hổm Thảo đi có bông mà rụng hết rồi. Tại không đủ dinh dưỡng đó, nó không sẽ không đậu đâu. Giờ dưỡng lại mấy trái này. Hồng trứng nè. Năm nay trái nhiều. Nó chưa chín. Gãy những cam hả? Đừng gãy cưng. Đừng hết. Có gì gặm quá. Giờ phải đi tỉa cây. Ủa qua. Hái vô sao. Mình đi thì cái nó nhỏ. Nó không lớn. Tại mình đâu có bỏ thêm đất đồ đâu. Mấy này là 3 tuần mình phải cho đất. Một chùm mà nhiều trái ghê luôn không? Cây sugar cane nè, năm nay cũng có trái nhiều nữa. Cảm ơn em đã có trái nữa, đàn chị hái chứ. Bạn nói sao nhà Thảo trồng táo tàu có trái chín sớm.
Thảo nói không biết nữa, cây nhà Thảo á có trái chín sớm, mời bà con cô bác ăn táo tàu ngọt xui khen, ăn ăn mới vừa chín vậy nó mới giòn. Thảo trồng rất là thiên nhiên, cứ bỏ đất á, đất trồng cây á, loại nào mà ở trong mấy chỗ bán đất mà có lúc mà giảm giá Thảo mua về trộn 3-4 loại á, cứ để đó em trộn như vậy. Nhưng mà có cô kêu mua bao bao vậy đó, nhiều khi mình tốn tiền lắm, mình mua một xe á có mấy chục đô à, cái người ta đổ một đống trước nhà mình rồi mình kiếm chỗ mình để cho từ từ mình xài. Còn sơ sót thiếu cây ổi này, cái ổi này là ổi berry á, nhỏ xíu à, hột không, trồng cho vui thôi, mốt chín nó màu đỏ dễ thương. Giờ thu hoạch tới nho nha, nho Nhật á có nhiều hạt lắm nhưng mà nó ngon, trái nó bự, trồng vui. Ở chùm này còn trái sống trái chín hỏi nhiều lắm mà nó chín quá rồi không hái, nó khô luôn, thành nho khô luôn kìa. Bên mấy anh đây nè, mới về cũng còn mệt nên chắc chiều mát Thảo mới dọn. Bữa nay lúc này trời nóng ghê luôn, nho này nó có nhiều nước lắm, ngọt thơm, có 2 hộp có khi 3 hộp mà nhiều nước lắm à, ăn tốt. Cây nho không gỗ nè, có bông quá chừng luôn. Bạn nói có mấy trái mà không hái, để quéo luôn về cho Thảo quay phim. Nho thân gỗ, không biết mình ăn giống nho khô được không ta? Ăn thử à. Nho gỗ đỏ. Ngọt ngay mà cái hộp nó bự chảng. Thôi cái giống nho này chắc chồng vui chơi thôi, cái hộp bự quá. Mấy cây mãng cầu Thảo ghép á, phát triển tốt. Mà cây đào trồng chậu không được, chắc Thảo trồng đất quá. Trái nhỏ xíu nè. Đào này đào lông á, trái bằng cái chén, cái tô. Mà vô chậu có nhiêu đây. Lúc trước á, cây tắc cẩm thạch này Thảo đem ra nắng á, đột ngột á, thấy chết nửa thân, giờ mọc lại nè, có trái rồi. Nên Thảo phát hiện rồi, cây mà mình đang ở trong mát á, để trong mát mà mình đem ra nắng đột ngột là chết. Nên mình để đâu mình để một chỗ thôi. Mà Thảo thấy cây tắc cẩm thạch này nó thích chỗ có nắng sáng, đừng có nắng chiều. Atiso vàng que luôn. Cây này là nho xanh nè, mới có một chùm trái đằng kia, chùm trái nhỏ xíu à. Thảo muốn có trái để Thảo biết nó là xanh hay đỏ đó, thì đúng là nho xanh. Hoa thiên lý nè, của chị Ly đào nguyên cây cho Thảo luôn. Qua giờ hái vô xào ăn được chưa ta? Nó bò lên cao nữa nhưng mà nó bị cái gì, 3 cái chanh dây che rồi. Trái chanh dây cây này trái lớn lắm mà năm nào về nó cũng mát rượi núi đồi vậy á. Cây thanh long tội nghiệp lắm, mát rượi núi đồi thì cây thanh long nó nằm dưới nó không thích. Đây thanh long nằm dưới đây. Trồng chanh dây á, Thảo thấy nó bò quá. Đi có tháng mấy về mà nó bò tùm lum. Nó bò qua tới cây đào luôn. Nó bò che cây chanh luôn. Cây chanh thường á, chanh mê cô. Trái nhỏ. Hỏi qua tới cây đào nè. Cây đào này donut hết trái rồi. Thảo đi chơi về, Thảo hơi trừ á, ra nắng hồi Thảo muốn xỉu. Thôi mệt. Mới đi về á, chưa dọn vườn nổi, đi vòng vòng hồi mà Thảo muốn đừ rồi, say nắng rồi chắc phải nghỉ mệt. Pepino nè có nhiều lắm, dày vàng rồi nè, mà Thảo đem về Việt Nam á, cái gia đình nói trái này nó hơi lạc quá vậy. Thảo nói có cái giống nó ngọt hơn, ở bên Việt Nam thích ăn trái cây ngọt, còn bên đây á, giống như Thảo cử đường, Thảo thích ăn mấy trái cây lạc giống vậy đó, không có đường mà nó có nhiều nước á, trời mát mát vậy ăn ngon lắm.
phải cắt ra mới được. Cái này nó dai lắm, nó cứng, nó giòn như là dưa lưới vậy đó, mình không có bẻ được, mình cắn mình ăn luôn là được. Cây quỷ này chắc không linh hơn gì đâu. Không biết hai chị em coi cái gì. Coi cái gì hai chị em? Trời ơi, cắt lá ra mới thấy bự cho bác. Màu tím đẹp quá ha. Trời, cái trái kìa tôi thấy tương mang quá. Cái này này ha. Đã ha. Trái kia mới đậm. Bự hơn bàn tay. Trời ơi, chín là chưa? Chín chưa? Chín rồi á, hái ăn, hái ăn. Chị Tư lại thu hoạch trái cây. Cái này nó chín mềm lắm ơi. Cái này ăn ngọt rồi đó. Cái này ăn ngọt rồi nè. Ủa sao nó hai màu ta? Thì càng vàng thì nó càng ngọt. Này có mấy chị em tới phụ dọn vườn thu hoạch nè. Lấy cái xịa đi. Nay chưa trang điểm, chưa trang điểm, chưa trang điểm. Hãy đến cái mỏ vô. Đã, xa xa từ qua. À, kính được rồi. Em vô trang điểm cái. Quá trời rồi. Trời ơi, chưa trang điểm. Quá trời đồng lên nha. Ừ. Quá trời quá đất luôn. Trời ơi, trong đó kìa. Ừ. Ừ. Nó mà cục cục vậy. Ừ. Trời ơi, cái cây này dễ trồng quá ha. Chín này nè, hái đi. Hái luôn đi Tư ơi. Có kéo hả? Để chị lấy cho. Chín luôn rồi nè, mềm xèo rồi. Đậu được 2 trái á. Hôm bữa nó không có đậu. Giờ trộn sao Tư? Chỉ giùm em. Phân gà hoặc phân bò với lại một chén sát cà phê á, bỏ vô cái gốc cây ổi là nó dễ đậu cái. Tư làm vậy mà nó đậu nó nha. Để em làm thử rồi. Ừ. Ủa sao bu chê chín luôn kìa. Hai bà đi hái đi. Hồi nãy giờ kính chưa gì hết bả hái ấy rồi. Sẵn rồi. Hái gì? Không thích mà cái cây. Cái lựu này. Cái lựu. Cái cây lựu nhà đi á, lá không một. Ờ vậy hả? Cái cây xum xê quá trời luôn mà lá không ạ. Mấy bữa có bông mà bông nó rụng rụng hết, bông rụng mà thấy thương luôn á. Không có đường đi. Kính nó than quá nó không có đường đi. Quá trời ở đất. Nè, còn cái này nữa nè. Rồi kêu ông Phong lên ra xe đi. Chứ của. Của chia từ sáng giờ chưa hết luôn. Úc, tôi lấy cái nhiều nhiều đi. Tôi lấy nhiều nhiều đi. Cái nhiều nhiều. Lấy trái chín á, lấy trái chín ăn mới ngọt. Trái màu vàng á Tư. Ừ đúng rồi. Trái màu vàng ăn mới ngọt, còn trái kia ăn lạc lắm. Xong chưa? Hai em hôm nay làm phiền năm quá chừng luôn á. Vui mà. Hiện là Tuấn Công nè, Tuấn đủ thứ. Rồi. Rồi. Rồi bye bye hai chị, chị em. Chạy thì từ từ đi. Ăn miếng trái cây dưỡng sức. Ở Việt Nam sử dụng nhiều lắm. Ủa vậy hả? Rồi giờ mấy bạn đi về nè. Rồi cho mấy bạn lùi xe. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.